Theo AFP, trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến thành phố Mykolaiv thuộc tiền tuyến ở tỉnh cùng tên, phía an ninh phát hiện một drone trinh sát của Nga đang bám theo đoàn xe chở Ngoại trưởng Đức. Điều mà theo bài báo lưu ý là những chuyến bay như thế của các drone Nga thường được tiếp nối bằng các đợt không kích trực tiếp từ lực lượng Nga. Vì thế, Bộ Ngoại giao Đức quyết định sơ tán khu vực ngay lập tức vì lý do an ninh. Còi cảnh báo không kích cũng vang lên ở tỉnh Mykolaiv và người dân được yêu cầu nhanh chóng xuống hầm trú bom gần nhất. Bản thân bà Baerbock và phái đoàn ngoại giao Đức cũng tức tốc rời khỏi xe, dựa trên phương án được cho là an toàn nhất vào lúc đó là phải tiếp tục di chuyển. Theo một nhà báo AFP tháp tùng phái đoàn, cảnh báo về sự xuất hiện của drone Nga được đưa ra ngay trước khi Ngoại trưởng Baerbock chuẩn bị thăm một nhà máy xử lý nước được xây dựng với sự hỗ trợ của chính phủ Đức ở gần tiền tuyến. Chuyến thăm nhà máy xử lý nước đã phải hủy bỏ sớm vì lý do an ninh, tờ Bild dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Đức. Đêm trước, tức 24 tháng 2, bà Baerbock ở thành phố Odessa và Ngoại trưởng Đức cũng buộc phải trú ẩn suốt 15 phút dưới hầm ngầm của khách sạn. Trong chuyến thăm Mykolaiv, bà Baerbock cũng công bố chính quyền Berlin sẽ viện trợ nhân đạo thêm 100 triệu euro cho Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.